Hoài Linh vô tình để lộ thông tin Phi Nhung đang điều trị tại Mỹ, cái chết chỉ là màn kịch. Sau gần 2 tháng Phi Nhung ra đi, cả nước vẫn còn chìm trong đau buồn, ai cũng xót thương cho một số phận tài năng nhưng bạc mệnh. Tất cả người hâm mộ ai cũng vẫn thương tiếc cho giọng ca bông điên điển. Thì hôm nay trong một buổi livestream mới nhất của danh hài Hoài Linh, trong khi đang giao lưu cùng với khán giả sau nhiều tháng ở ẩn vì lâm sầm từ thiện với bà Nguyễn Phương Hằng, Giữa buổi trò chuyện, Hoài Linh bất ngờ buộc miệng để lộ thông tin vô cùng chấn động, đó là Phi Nhung vẫn còn sống và đang được điều trị tích cực tại Mỹ. Dù chưa rõ lời nói này của Hoài Linh là thật hay giả, nhưng cộng đồng mạng đã lập tức xuất hiện hàng loạt bình luận, tranh cãi dữ dội. Dân mạng chia làm hai luồng ý kiến trái chiều, một bên cho rằng có lẽ ý của nghệ sĩ Hoài Linh là Phi Nhung vẫn còn sống, nhưng là sống trong trái tim của người hâm mộ và những người yêu mến Phi Nhung. Bên còn lại lại cho rằng cũng có thể Phi Nhung còn sống thật và vì Hoài Linh tiết lộ như vậy có thể đang ám chỉ cho chúng ta điều gì đó. Bởi cũng có nhiều người cho rằng cái chết của Phi Nhung vẫn còn rất nhiều điều bất thường và bí ẩn, chưa được giải thích. Sau khi và miệng tiết lộ chuyện động trời, tưởng chừng như Hoài Linh sẽ ngay lập tức lên tiếng đính chính tình đồn. Nhưng không, anh lại tiếp tục giữ im lặng và không hề có một động thái hay lời giải thích nào ngay sau đó hàng loạt like, cộng đồng mạng liên tục để lại lời bình luận phía dưới yêu cầu Hoài Linh phải ra mặt giải thích rõ ràng chuyện Phi Nhung chứ không thể tiếp tục im lặng như vậy nữa nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh và Phi Nhung là hai cái tên gạo cội trong showbiz Việt với kinh nghiệm làm nghề lâu năm tài năng vượt trội họ có chỗ đứng vững vàng và được đàn em nể trọng trong quá khứ Phi Nhung và danh hài Hoài Linh là cặp đôi bạn thân thiết họ cùng đi show làm chương trình ngoài đời thì gần gũi như người nhà Thời điểm còn hoạt động ở Mỹ, Phi Nhung thậm chí còn đến tận nhà Nam Danh Hài để hỏi cưới đàn anh. Cô cho biết mẹ Nam Danh Hài rất quý mình nên mặc cho cả hai không nên duyên, bà sau đây vẫn gọi Phi Nhung là con dâu hụt. Được biết Danh Hài Hoài Linh chính là người nâng đỡ, dìu dắt Phi Nhung khi cô mới vào nghề. Ngay cả chiếc áo dài đầu tiên giọng ca bông điên điển mặc đi diễn cũng là đàn anh tặng cho. Sau này Nam Danh Hài còn sáng tác bài hát giờ xa lắm rồi để tặng cho nữ ca sĩ. Sự thật chính xác về câu chuyện này ra sao, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến cho quý vị sau khi phía Hoài Linh đưa ra lời giải thích cụ thể. Hãy cùng chúng tôi chờ đợi ở bản tin sau. Thông báo mới nhất từ bác sĩ tại Mỹ, Phi Nhung vẫn còn sống thật 100%. Hiện tại ca sĩ Phi Nhung vẫn đang được hồi sức tích cực tại bệnh viện lớn nhất tại Mỹ. Vào sáng hôm nay bác sĩ chính điều trị cho Phi Nhung vừa có cuộc phỏng vấn với phóng viên ông cho biết tình hình hiện tại của phi nhung không khả quan lắm nên chúng tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì nhưng mọi người hãy chuẩn bị tâm lý cho tình huống sâu nhất có thể xảy ra vào đêm qua phi nhung bắt đầu xuất hiện những triệu chứng như co giật các bác sĩ tại đây phải rất tích cực sử dụng nhiều biện pháp sơ cứu để cứu sống phi nhung và cố gắng đưa phi nhung trở về trạng thái ổn định nhất đến sáng nay đã có dấu hiệu khả quan hơn nhưng vẫn chưa thể nói trước được điều gì bởi sức khỏe của cô ngày càng xấu đi Giờ đây chỉ có thể cầu nguyện mong điều kỳ diệu sẽ đến với Phi Nhung. Cùng với đó trên khắp mạng xã hội hiện nay đang rất hoang mang bởi thông tin Phi Nhung vẫn còn sống. Hàng loạt cộng đồng mạng liên tục để lại bình luận động viên, cầu nguyện cho Phi Nhung tài qua nạn khỏi và sớm xuất hiện trở lại trên sân khấu. Ngoài ra quản lý Diễm Phạm cũng đã có động thái mới. Cô cho biết tối qua nhận được thông tin từ phía bác sĩ tại Mỹ. Dù đã sử dụng là công nghệ tiên tiến nhất, nhưng có lẽ các bác sĩ tại đây cũng đã cố gắng hết sức. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các y bác sĩ tại Mỹ vì đã ngày đêm chạy chữa cho Phi Nhung. Bây giờ chỉ còn có thể dựa vào tinh thần kiên cường của Phi Nhung mà thôi. Ngoài ra trên mạng xã hội cũng xuất hiện hàng loạt ý kiến trái chiều. Một bên cho rằng Phi Nhung không nên lừa dối khán giả, dẫn nên màn kịch đau lòng như vậy. Như vậy là trái với đạo đức. Bên còn lại lại cho rằng, dù gì ca sĩ Phi Nhung còn sống là may mắn lắm rồi, chúng ta hãy trân trọng điều đó. Trước những lời qua tiếng lại như vậy, con gái Wendy vẫn không lên tiếng, từ chối mọi cuộc phỏng vấn liên quan đến mẹ mình. Chỉ nói một câu duy nhất, cô sẽ có thông báo đến quý khán giả thông tin chính xác và sớm nhất. Xin hãy đợi một khoảng thời gian nữa và hãy ngừng lan truyền những thông tin bị đặt chưa được kiểm chứng. Phi Nhung luôn được khán giả yêu mến khi thể hiện các ca khúc dân ca trữ tình như bông Điền điển, phải lòng con gái bến tre. Đi lên từ khó khăn, song bằng sự nỗ lực của mình nữ ca sĩ từng bước chinh phục người hâm mộ bởi chất giọng ngọt ngào sâu lắng trong sự nghiệp nghệ thuật giọng ca bỉ được xem là người tình sân khấu với mạnh quỳnh khi thường xuyên kết hợp ăn ý cùng nhau trên sân khấu cô còn đảm nhận vai trò giám khảo cho các cuộc thi âm nhạc như solo cùng bolero hãy nghe tội hát loạt ảnh mới nhất của phi nhung tại bệnh viện được con gái tiết lộ bác sĩ thông báo tin mừng được biết vào sáng nay, các bác sĩ tại Mỹ vừa có thông báo đến người hâm mộ Phi Nhung rằng hiện tại sức khỏe của cô đang có những chuyển biến rất tích cực và cho thấy nhiều dấu hiệu hồi phục nhanh chóng về thể lực. Cũng theo lời bác sĩ cho biết, nếu Phi Nhung cứ tiếp tục hồi phục tốt như thế này thì có khả năng cô sẽ được xuất viện sớm. Và những ai yêu mến cô sẽ được nhìn thấy một Phi Nhung trên sân khấu bằng da bằng thịt 100%. Nhưng có một vài điều vẫn khiến các bác sĩ chữa trị cho Phi Nhung vô cùng lo lắng và đã thông báo trước với Wendy rằng hãy chuẩn bị tâm lý. Bởi dù có tiến triển tốt, nhưng Phi Nhung vẫn đang hồi phục rất chậm và vẫn đang tiếp tục lọc máu. Lúc thì lên 100% hồi phục, lúc thì còn 10% sự sống. Đây cũng là điều khiến các bác sĩ tại Mỹ vô cùng đau đầu. Nhiều người cho biết dù sức khỏe của Phi Nhung có ra sao thì họ cũng rất vui mừng vì nó chứng tỏ Phi Nhung vẫn còn sống theo đó phổi của ca sĩ phi nhung đã có những hồi phục đáng kể từ khi nhập viện đến nay wendy con gái của phi nhung chia sẻ với phóng viên rằng cô rất vui vì sức khỏe của mẹ đang có những tiến triển tốt không cần can thiệp thở máy đây là một điều vô cùng kỳ diệu cũng theo nguồn tin khác cho rằng cái chết của phi nhung chỉ là một vở kịch được lập ra sẵn một khán giả giấu mặt cho biết trước đó ca sĩ phi nhung đã được chuyển đến bệnh viện chợ rẫy trong tình trạng vô cùng nặng ngay khi biết được thông tin này, Wendy lập tức nhờ nghệ sĩ Việt Hương làm thủ tục đưa mẹ sang Mỹ để điều trị. Ngay trong đêm đó cô đã về đến Mỹ và mọi thông tin đều không được tiết lộ với người hâm mộ. Đến hiện tại, việc ca sĩ Phi Nhung vẫn còn sống khiến nhiều người rất vui mừng và đồng loạt để lại lời chúc mong cô sớm khỏi bệnh và quay lại sân khấu. Một người hâm mộ cho biết, tôi là fan của Phi Nhung từ rất lâu rồi. Nghe tin Phi Nhung qua đời tôi thật sự không tin vào điều đó tôi vẫn mong rằng cô vẫn còn sống mặc dù đó là điều rất mong manh nhưng dựa theo những tin đồn gần đây thì tôi nghĩ đây là một màn kịch bởi trong việc này vẫn còn rất nhiều điều khó giải thích một số lũ ý kiến khác cho rằng ca sĩ phi nhung thật sự đã mất rồi làm gì có chuyện sống lại mà nếu có sống lại thì chỉ là trong giấc mơ mà thôi nhưng một số người tin vào những điều bí ẩn kỳ diệu thì vẫn cho rằng phi nhung vẫn đang ở một phương trời xa nào đó sẽ mãi mãi có một cuộc sống thật bình yên, tránh xa các thị phi của cuộc đời này. qua đó Wendy cũng cho biết thông tin mẹ phi nhung còn sống hiện tại vẫn chưa được công bố và một số nguồn tin cho biết mẹ tôi đã phục hồi sức khỏe. thực sự đây là những điều không đúng sự thật. hiện tại mẹ tôi đang được điều trị tại một bệnh viện vô cùng nổi tiếng tại mỹ. qua những lời chia sẻ của Wendy cũng cho chúng ta một chút hy vọng về sự sống của phi nhung, nhưng đây cũng sẽ là một cú lừa thế kỷ cho những ai hâm mộ hay không hâm mộ Phi Nhung, cuối cùng Wendy gửi lời nhắn nhủ đến khán giả rằng mọi người nên bình tĩnh trước thông tin này, cô sẽ sớm có thông báo chính thức đến toàn thể bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Cũng theo bác sĩ đang điều trị cho Phi Nhung cho biết, các bác sĩ vẫn đang tích cực chăm sóc cho Phi Nhung để giúp cô trở lại với cuộc sống bình thường. Mong rằng những nguồn thông tin trên có thể đem lại thêm hy vọng cho người hâm mộ.